Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp cuối tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Tối nay sẽ rất là khỏe. Thì cái cuối tuần này là thứ hai này nè, là đúng ngày ngày 19 tháng 9 âm lịch, là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh theo tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa. Thì tất cả các nơi nhân cuối tuần này đều tùy nghi tổ chức Pháp hội Quan Âm theo mỗi hoàn cảnh, mỗi nhu cầu của địa phương. Thì ở đây hôm nay chúng ta tổ chức đảnh lễ 500 danh hiệu Quan Âm. Thì thường thường mình hay chia ra, có thể thì trong suốt 5 ngày mỗi đêm mình lại 100, nhưng mà nhân cái cuối tuần này chúng ta lại suốt một ngày, coi như một ngày tu tập bằng cái cách là chúng ta đảnh lễ danh hiệu Quan Âm. Vị nào mà thường hay bệnh hoạn á, đau chân mỏi gối á, nên thường xuyên lại mỗi ngày 5, lại riết sẽ hết. Không phải là Bồ Tát phù hộ mà nhờ lại giết như vậy đó, cái bắt đầu xương cốt nó có cơ hội, nó làm việc là nó không có đau. Nó đau là tại vì mình không có tu, chứ mình tu riết là nó hết đau. Tại sao nó hết đau? Tại vì nó biểu tình riết mình không nghe nó nữa. Thì bây giờ nó phải nghe mình. Thì thưa đại chúng, là cái quyển 500 danh hiệu Quan Âm này đó như là một quyển sám pháp đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Cái quyển này nếu mà tra trong Đại Tạng Kinh của Trung Hoa không có, mà chỉ có nước Việt Nam do chư tổ Việt Nam soạn ra quyển này. Mà khi soạn ra quyển này á, là các ngài dựa theo những cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, mà đặc biệt là trích ở trong phẩm Phổ Môn.
Thì ví dụ như là ngoài 32 ứng thân, ngoài 32 quan âm, còn có 33 ứng thân quan âm, như là hiện thân, đồng nam, đồng nữ, thân cư sĩ, thân tỳ kheo, thân tỳ kheo ni, thuyết pháp, nhớ không? Rồi hạnh nguyện quan âm, vì Bồ Tát quan âm có năng lực cứu khổ. Nghĩa là gì? Ở đây là nói đến lòng từ. Khi mình có lòng từ bi thì không phải mình cứu một bệnh mà vô số bệnh. Cho nên Bồ Tát quan âm trừ đầu thống, trừ thủ thống. Đầu thống là đau đầu, thủ thống là đau tai, thấy không? Trừ yết hầu thống, nghĩa là đau cổ, vân vân. Rồi gần về sau thì trích trong phẩm Phổ Môn. Rồi thí dụ như Bồ Tát quan âm có mặt ở đâu thì tất cả những cái khổ lụy nó tan biến, nghĩa là tình thương đi đến đâu thì bao nhiêu cái khổ nạn nó cũng sẽ được tiêu trừ. Cho nên mình đảnh lễ Bồ Tát quan âm cũng có nghĩa là mình trở về, mình thực tập những cái hạnh nguyện theo Bồ Tát quan âm. Quý vị nào muốn biết cái quyển Ngũ Bách Danh này, mỗi danh hiệu mình lại nghĩa lý như thế nào, quý vị nghe cái bộ Diệu Dụng Quán Âm. Cái bộ mình học đây rồi đó, cái bộ này tên là Diệu Dụng Quán Âm, thì trong đó Pháp Hòa giải thích từng câu, từng danh hiệu cho đại chúng. Rồi quý vị có thể, hoặc là bây giờ mùa hè năm vừa rồi, mình có in cái quyển 500 Quán Âm bằng nghĩa tiếng Việt, có luôn cả phần tiếng Âm Hán. Mùa hè vừa rồi mình có phát cho mọi người quyển đó. Thì quý vị nào chưa có thể liên lạc ở trên Tây Thiên, có thể đem về thêm để tặng cho quý vị, để quý vị có cái nghĩa của từng câu, để quý vị lại quý vị biết. Bởi vì khi mình dịch ra tiếng Việt á, đôi lúc cái chữ nó hơi dài, mình lại nó hơi khó, thì mình lại nguyên âm của tiếng Hán. Rồi sau này mình muốn hiểu cái nghĩa đó thì mình sẽ tra bên bản đó. Bởi vì mình còn cái quyển nguyên thủy nó hơi nhiều, cho nên Pháp Hòa không có in nữa. Chứ Pháp Hòa có cái tâm nguyện là đã soạn sẵn một quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm là tiếng Âm Hán và tiếng Việt. Trong tương lai mình sẽ in cái quyển đó, để sau này mình có một quyển mình đối chiếu để mình lễ bái, mình hành trì. Quý vị không cần phải đợi tới cái mùa lễ Quan Âm mình mới lại. Trong 500 lễ này quý vị có thể chia ra mỗi ngày 50 lại, thì 10 ngày là mình hết quyển, thấy không? Một tháng là mình lại được mấy quyển? 3 quyển. Tháng 30 ngày. Nếu mà chịu khó mà lại chừng 3 tháng thôi là hết bệnh của 30 năm. 30 năm đau lưng, đau chân, đau cẳng gì đó, nhờ 3 tháng lại Phật mà sẽ hết. Thì lại Phật nó có công năng, nó làm cho, quý vị thấy không, lại như vậy đâu có tốn tiền đi gym đâu. Không có tốn tiền đi gym, không có tốn tiền đi spa gì hết, phải không? Ngày hôm nay là được ra mồ hôi, gân cốt được giãn, và đồng thời được cái gì nữa? Được phước, được phước. Và mình có cơ hội mình tiếp xúc những cái hạnh nguyện từ bi của Bồ Tát Quan Âm. Và thưa đại chúng, đó cũng là một trong những hạnh tinh tấn. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm tinh tấn không? Khổ gì réo ngày cũng có, đau đầu, đau bụng, sản nạn, thai nhi gì cũng réo ngày hết. Cho nên mình có cái bài Tán Quan Âm đó. Bồ Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Và sư ông Làng Mai đã dịch thoát cái bài này rất hay. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng là câu thứ ba đó, thấy không? Không đâu cầu thỉnh mà không ứng. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Thiên sứ tức là ngàn nơi, thiên sứ hữu cầu tức là ngàn nơi mà có cái chỗ nguyện cầu thì ngài sẽ ứng, ngài sẽ có mặt, gọi là thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Thì hòa thượng dịch là, hòa thượng dịch sao? Không đâu cầu thỉnh mà không ứng.
Khổ hải thường tác độ nhân châu, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Cõi đời như một biển khổ, và chúng sanh mình như những người đang ngụp lặng trong biển khổ, và Bồ Tát dông thuyền đi vớt từng người. Cho nên mình có một danh đảnh lễ Quan Âm nữa: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Trong cái 12 nguyện Quan Âm, đó là cái hạnh tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là mình siêng năng. Ngược lại với tinh tấn là giải đãi. Giải đãi là sự mỏi mệt, sự uể oải, sự trì trệ, sự ngăn che cái bước đường tiến hóa của mình. Cho nên hồi nãy mình có lại cái một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là vô sát bất hiện thân. Vô sát là gì? Bất hiện thân là gì? Là không có nơi nào mà không hiện thân. Chữ sát này nghĩa là nơi chốn. Ví dụ như mình đọc cái câu là tóc vãng vô lượng gì? Quang Phật sát. Tóc vãng là sớm về cõi của Phật vô lượng quang. Mà cõi Phật vô lượng quang là cõi Phật nào? Phật A-di-đà. Bởi vì Phật A-di-đà có thể được gọi là vô lượng thọ, được gọi là Phật vô lượng quang, Phật gọi là được gọi là vô lượng công đức. Cho nên trong cái bài hồi hướng á, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, nghĩa là sớm cho con, tóc vãng tức là cho con sớm được về cõi của Phật vô lượng quang. Thì chữ sát đó, trong cái chữ đó, chữ sát đó và chữ sát trong cái câu gọi là vô sát bất hiện thân này cùng một nghĩa. Ở bên Trung Hoa đó, những ngôi chùa cổ đó, những ngôi chùa xưa cả ngàn năm đó, thỉnh thoảng trước cửa chùa để là cổ sát. Cổ sát là gì? Chùa cổ, chứ không phải là khứa cổ. Không phải là cắt cổ, sát cổ. Vì mỗi chữ nó viết khác nhau, nhưng mà chữ sát ở trong chữ Hán đó có nghĩa là ngôi chùa. Chùa cổ gọi là cổ sát. Không, mà nơi hay là nơi chốn cũng gọi là sát. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Thì quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm siêng năng, ở đâu cầu Ngài thì Ngài có mặt. Gọi là vô sát bất hiện thân. Cái câu này trong Phẩm Phổ Môn á, ai mà đọc Phẩm Phổ Môn mà đọc nguyên văn tiếng Hán là sẽ có câu này. Không nơi nào mà không, không có nơi chốn nào mà Ngài không có hiện thân. Thì đó là hạnh, hạnh tu. Và thưa đại chúng á, một vị Bồ Tát mà tu á, là tu gì? Tu sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là sáu pháp tu của một vị Bồ Tát. Ví dụ như là Ngài Địa Tạng có hạnh tinh tấn không? Có. Ngài có hạnh tinh tấn cho nên Ngài mới nguyện là ở trong địa ngục để cứu độ chúng sanh. Rồi Bồ Tát Quan Âm có hạnh tinh tấn cho nên Ngài nguyện là chỗ nào người ta khổ, người ta cần Ngài, Ngài có mặt. Cũng giống như là Ngài Huệ Khả khi mà đi cầu đạo, Đạt Ma Tổ Sư hỏi: ông tới đây để làm gì? Nói: dạ con đến đây để cầu đạo. Thì Đạt Ma Tổ Sư mới nói: đạo cao xa lắm, lấy một chút khổ nhọc quỳ ở ngoài tuyết này mà kêu là cầu đạo thì chưa đủ. Ông nghe như vậy thì ông lấy kiếm, ông chặt cánh tay của ông dâng lên cho tổ. Ông nói: như vậy để đủ cầu đạo chưa? Thì lúc đó tổ thấy được cái tâm của Ngài nó khá lắm, khá lắm, cho nên mới đặt là Huệ Khả. Còn mình bây giờ chưa có nói gì hết á, chỉ nghi ngờ là người ta nói móc mình thôi là đi về tắm rồi. Chưa cần phải đụng chạm gì hết á, nghi người ta nói mình thôi là mình cũng đã bỏ được cái sự tu tập. Hay là người ta chạm mình một chút thôi là mình đã chịu không nổi rồi. Cho nên sự tinh tấn của mình nó không có ba la mật. Ba la mật nghĩa là gì? Là rốt ráo, là viên mãn đó. Cho nên ví dụ như là mình cũng có tinh tấn, nhưng mà tối nay plan là đi chùa lễ Phật nghe kinh, nhưng mà trời lạnh quá thôi làm biếng ở nhà cũng được.
mình cũng tinh tấn mà tới cửa thôi, và tinh tấn tùy theo thời tiết. Hoặc là bắt cái phone lên hỏi bà bạn tối nay chị có đi không, cái chị bạn kia nói thôi tôi bữa nay nghỉ. À vậy hả, thôi tôi ở nhà luôn chứ bà không đi, tôi đi mình buồn lắm. Thì mình tu, người ta tu mình mới tu, người ta ở nhà cái mình ở nhà theo. Thật ra mình tu, mình tinh tấn theo thời tiết, mình tinh tấn theo cảm tình. Để mà vui thì mình tu tiếp, không vui thì mình nghỉ tu. Nếu như mà ngày xưa ngài Huyền Trang mà không có cái hạnh tinh tấn ba la mật á, thì ngài đâu có chở kinh về từ Ấn Độ sang Trung Quốc đâu. Ngài đi hàng ngàn dặm như vậy mà qua những cái sa mạc lạnh nóng bất thường, có những lúc như là quỷ mà chết, thì ngài phát nguyện thà thêm một bước mà chết ở hướng Tây còn hơn quay lại một bước mà sống ở phương Đông. Phương Đông là ý chỉ cho Trung Quốc, Tây là chỉ cho Ấn Độ, Tây là Tây Trúc. Ngày xưa người Trung Hoa gọi Ấn Độ là Tây Trúc, hay gọi là Thiên Trúc. Tôi gọi là Thiên Trúc hay là Tây Trúc, bởi vì Ấn Độ nằm phía Tây của Trung Hoa, cho nên Trung Hoa gọi Ấn Độ là Tây Trúc. Mà ngược lại Ấn Độ gọi Trung Hoa là phương Đông, gọi là Đông Thổ. Cho nên ngài Huyền Trang ngài nguyện vậy đó, thà thêm một bước mà chết ở phía Tây còn hơn lùi một bước mà để sống ở phương Đông. Ở bên Nhật Bản á, có một ngôi chùa thờ ngài Huyền Trang, và ở trên cái đỉnh chùa để hai chữ Bất Đông. Ai đi ngang đó thấy chữ Bất Đông không biết nghĩa là gì, nhưng mà người nào hiểu lịch sử thì sẽ biết rằng nói lên cái hạnh đức của ngài Huyền Trang là không quay về phương Đông. Nếu không đạt được mục đích học đạo thỉnh kinh thì ngài quyết không trở về phương Đông, thà là chết ở phía Tây, nghĩa là trên đường đi về phía Tây chết ở đó. Cái năm Pháp Hòa nhớ, cái năm 2014 á, mình tổ chức lại Ngũ Bách Danh trong khóa tu mùa hè 10 ngày. Thì có những ngày Pháp Hòa mệt, thật là mệt, nhưng mà vẫn lên đảnh lễ. Và có những lúc còn có mấy lễ nữa mà mình hết nổi rồi, nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ bây giờ mình đã lễ được bao nhiêu rồi, thôi thì mình ráng thêm chút nữa cho trọn. Thật sự không ai ép mình, không ai bắt mình, nhưng mà đó là một trong những cái cách mà giúp cho mình vượt, bởi mình tinh tấn. Hôm nay là Pháp Hòa lang thang ở phi trường từ 4 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều mới về tới nhà. Lẽ ra là đi có một tiếng đồng hồ thôi mà rốt cuộc là thành 12 tiếng. Hồi nãy lên lại Phật mà cái đầu nó nhức, mà nó căng ra, mỗi lần lạy xuống là nó khó chịu, mà vẫn ráng. Mà hay cái là lạy xong trăm lại nó hết đau đầu. Ở trong cái sự bố thí cũng phải có tinh tấn, phải có trì giới, phải có nhẫn nhục, phải có thiền định, phải có trí tuệ. Trong một độ phải có năm cái độ kia. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình muốn cho, mình muốn bố thí, nhưng mà mình bố thí phải không, mà không có trì giới, thì mặt này mình bố thí, mặt này mình gạt người ta, mình gạt người ta để mình lấy tiền này mình đi làm từ thiện, thì cái này cũng trật rồi, thấy không? Thì ở trong bố thí phải có trì giới, nghĩa là anh bố thí mà anh đừng ăn cắp của người khác để cho chứ, anh đừng lường gạt của người khác để cho chứ. Có trì giới. Trong bố thí có nhẫn nhục, có không? Trời ơi, đâu phải muốn bố thí là dễ đâu. Có nhiều khi mình làm thiện mà người ta quay lại, người ta không có appreciate, người ta trân trọng cái thiện mình làm. Cái đó là giúp cho mình tu nhẫn nhục trọn vẹn, tu lục độ trọn vẹn. Tại vì anh bố thí mà anh la hét người ta thì anh thiếu nhẫn nhục, anh thiếu trì giới. Anh la người ta là vô cái giới thứ tư, không có ái ngữ, mà anh lui sụp, nghĩa là anh thiếu sự tinh tấn. Trong bố thí phải có trì giới, phải có nhẫn nhục, phải có tinh tấn, phải có thiền định. Định lắm, thông cảm, trí tuệ biết quán chiếu,
người này mỗi hoàn cảnh như thế nào, người kia hoàn cảnh như thế nào. Cho nên trong một độ phải có ba độ kia. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi cúng dường, thì mình cúng dường á là mình làm bằng tất cả những cái tâm tư của mình, của thanh tịnh để mình cúng dường. Và trong khi mình cúng dường, mình phải nhẫn nhục, tại vì có đôi lúc trên bước đường mình tu tập pháp bố thí cúng dường, có những cái chướng ngại nó sợ nó sinh ra, mình phải cố gắng nhẫn nại. Cho nên quý vị hàng tuần quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn mỗi chủ nhật đó cũng là một pháp tu đó. Mình bỏ công mình ra, mình nấu ăn là bố thí nè, phải không? Rồi mình nấu bằng tâm hoan hỷ nè, là trì giới nè. Mình nhẫn nại nè, cho người ta ăn mà phải, mình cho người ta ăn luôn luôn mình phải quan niệm cho ăn là phải cho ăn đàng hoàng. Ví dụ như Pháp Hòa cũng đề nghị đừng có múc cơm sớm quá. Mình múc sớm quá đó, cơm nó nguội. Thật sự mình đông mà, mỗi tuần 100, 200, 150 dĩa, không có bao nhiêu thời gian hết á. Mình mở cửa ra, mình múc một dĩa cơm ra, người ta đứng người ta chờ 10 giây, 15 giây dĩa cơm ra. Thức ăn có thể nó nguội, nhưng cơm mà nóng nó cũng dễ ăn. Đừng có nghĩ rằng không sao đâu, của chùa mà, ăn free gì cũng được. Không nên nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy đó, nó cũng thiếu cái hạnh đó. Mà mình phải nghĩ rằng mình cho người ta ăn mà người ta hoan hỷ với dĩa cơm của mình thì mình mới trọn vẹn công đức. Còn nếu như mình cho người ta ăn mà mình không có cái tâm hoan hỷ đó, mình không cúng dường mà cái tâm đó, ta ăn mà tâm hoan hỷ. Cho nên mình nấu phải nấu cho đàng hoàng, không có chặt khúc nấu nhừ. Không phải cái gì cũng cho vô mà cái đó có thể là ăn không được. Hoặc là cái món đó nó nguội, lạnh, khó ăn lắm. Mình phải đặt mình vô cái hoàn cảnh đó. Nếu mình ăn dĩa cơm nguội mình chịu không? Mình ăn một cái món nguội mình thích không? Không thích. Thích nóng nóng mà. Có thậm chí mình ăn nóng hổi nữa kìa. Nóng ấm ấm chưa chịu, phải nóng hổi nữa. Phải không? Mà người ta hỏi nóng mình không chịu. Cho nên nếu mà mình, người ta cầm cái chén cơm mình lên, người ta ăn, người ta hoan hỷ đó, thì công đức của mình trọn vẹn. Vậy là bố thí ba la mật. Ba la mật nghĩa là không phải mình nấu xong, nấu đủ 10 món gọi là ba la mật. Mình nấu đủ món ăn nhưng mà tâm nguyện chưa đủ thì chưa là ba la mật. Chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, là người cúng hoan hỷ, người nhận hoan hỷ, vật chất này cũng đầy đủ sự thanh tịnh. Cho quý vị nhớ nè, quý vị đọc cái bài cúng ngọ ha. Sắc hương mỹ vị biến hư không. Sắc là hình thức cái thức ăn nè. Hương là thơm, cái mùi thơm của thức ăn nè. Mỹ vị là cái nếm, cái vị của nó nè. Sắc, hương, mỹ vị biến hư không. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Chỉ một lòng nguyện, một cái nguyện duy nhất thôi, xin hãy từ bi mà nhận lãnh, nạp thọ cho con. Như vậy mình cho người ta mà mình còn xin người ta. Xin lỗi đại chúng mà nhiều khi Pháp Hòa ốt dột. Ví dụ người ta quỳ, người ta tắc bạch đó. Cái câu lễ vật tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính của chúng con. Kính mong chư tôn thiền đức từ bi mẫn nạp. Dân cho ăn mà còn phải năn nỉ. Mình ngồi đó mình cảm thấy mình không có đủ đức độ, không có đủ sự tu hành để mà nhận cái câu nói đó. Nhưng mà cái người tín chủ đó, cái người Phật tử dân cúng đó, cái đó là cái lời người ta phát nguyện lên. Người ta nói rằng hôm nay ta cúng dường, và nói khiêm cung nữa, phẩm vật tuy đơn sơ nhưng mà bằng tất cả tâm thành, kính mong quý tôn đức từ bi mẫn nạp. Đừng có ngồi đó nghe cái câu đó một cách đơn thuần rồi mặc tình lung ý nhận. Nhiều khi mình tu tập chưa có đủ,
Cho nên mỗi lần nghe như vậy, mình nhìn lại mình thấy mình tu tập chưa có tinh chuyên, mà nhận được cái, nhận cái lời nói đó thôi là đủ để mình hổ thẹn rồi. Cho nên khi mình làm việc gì á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa thấy nhiều khi quý cô làm bánh, Pháp Hòa biết đem hết cái tâm tư trong đó, lúc chút là sắc gọt rồi tỉa rồi trang trí, tất cả tấm lòng trong đó, mà đem cái bánh lên nè, trời ơi, thơm nè, ngon nè, đẹp nè, thấy không? Thơm, ngon, đẹp là sắc, là hương, là mỹ vị. Mà bây giờ chỉ cần người ta ăn mà ta thưởng thức thôi là mình vui rồi. Thậm chí mình nói hôm nay tôi nấu mà đại chúng ăn ngon là bao nhiêu cái mệt tôi quên hết rồi. Công đức ba la mật. Cho nên quý vị nhớ ha, trong một độ mà phải đủ cả năm độ. Ví dụ như giờ mình tu hạnh tinh tấn, trong tinh tấn phải có trì giới. Tại có nhiều khi tinh tấn mà không có giới thì tinh tấn tà tinh tấn. Trong tinh tấn phải có trì giới, trong tinh tấn phải có nhẫn nhục. Nhiều khi người ta nói một câu, người ta nó chạm tới mình, mình có thể lui sụp, thì mình không có đủ năng lực. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mình phải định đủ cái định tĩnh để quán chiếu. Tại sao mình lên chùa? Đâu phải vì người đó mình đi chùa đâu. Mình nói mình vì Tam Bảo, mình vì mình mà. Tại sao hôm nay lúc đầu không vì người đó đi, mà tại sao bây giờ vì người đó mà mình nghỉ tu? Cái nó trật đường rầy hết. Nhớ nhớ vậy. Trong sáu độ. Bây giờ á, tinh tấn á, có 10 lợi ích. Một là không bị lực lượng bên ngoài chiết phục. Không bị lực lượng bên ngoài chiết phục. Có nhiều khi ta nói thôi đi chùa phiền não quá, đi làm chi, ở nhà để nhà cũng có Phật. Đó, lực lượng bên ngoài nó chiết phục mình. Nhưng mà mình phải hiểu chùa là một cái bệnh viện rất là lớn, mà có nhiều cái bệnh viện chuyên trị bệnh tâm thần. Không người nào không có bệnh, không có vô đây. Nhiều trong này ai có bệnh đó, mỗi người mỗi bệnh. Thậm chí mình cũng có bệnh luôn, phải không? Mình bệnh này là tâm bệnh, cho nên mình đi tìm pháp của Phật là pháp dược. Cho nên mình đi tìm dược sư. Mình đi tìm dược sư là ông thầy thuốc. Mình đi tìm cái ánh sáng để soi rọi, để mình biết bệnh mình, bệnh người, mà uống thuốc cho nó đúng. Nó tôi uống thuốc này đúng nè, không có nghĩa là chị kia phải uống giống tôi. Cho nên mình, người tinh tấn không có bị chiết phục ở bên ngoài. Thứ hai, không được chư Phật nhiếp thọ. Hồi nãy giờ mình tụng một tiếng đồng hồ mình lại Phật á, mình được nhiếp thọ không? Nhiếp thọ là gì? Tức là thu nhiếp mình ở trong cái năng lượng của Phật pháp. Ví dụ mình nhìn vô cái quyển kinh ha, thầy chủ lễ thầy sướng chí tâm đảnh lễ nam mô hiện thân thiên thân thuyết pháp, mình cũng dò theo vậy đó, và cái tai mình lắng nghe tới cái chỗ thầy dứt cái câu đó, cái mình hòa theo Quán Thế Âm Bồ Tát. Hay là quý vị đảnh lễ kinh A Di Đà, mình để cái tâm mình vô đó, bao nhiêu cái sự lo lắng bên ngoài mình không có nữa. Cái đó là nhiếp thọ. Tức là mình nghe, mình để tâm mình vô đó. Cho nên tụng thời kinh là chư như Phật nhiếp thọ. Ở nhà dễ giàu gì mà lại ngày hôm nay 500, 50 là bắt đầu kiếm giàu xoa rồi. 51 lên ghế ngồi. 52 con đâu lấy quạt máy mở cho má. Cho nên mình nhờ mình vô cái năng lực này nhiếp thọ hết. Giờ giấc đi, cho nên mình tu với đại chúng, mình tu tập với đại chúng được nhiếp thọ. Thì khi mình tinh tấn á, là mình không bị lực lượng bên ngoài chiết phục, là được chư Phật nhiếp thọ. Thứ ba là chúng trời người kính ngưỡng, mọi người phục mình. Chữ phục đấy không phải là mình khoe, nhưng mà người ta thấy người ta phục mình. Trời ơi, tuổi này mà còn chịu khó ghê.
Cho nên bây giờ nhìn các thượng tọa đang ngồi trên ghế nè. Người ta, các vị mà đau chân, đau lưng mà, như cô Trúc Kim hay là cô bác gì, mấy bác đó, mình nhìn các vị đó mình thầm phục. Trời người kính ngưỡng. Thứ tư là nghe chánh pháp không quên. Người mà siêng năng rồi nghe chánh pháp không có quên. Tại sao? Tại thường nghe. Thường nghe, thường đọc là không có quên. Thứ năm là tìm được những điều chưa biết. Có nhiều vị chưa bao giờ biết ngũ bách danh Quan Âm là gì. Hôm nay là lần đầu tiên được nghe tên, được đảnh lễ. Phải không? Hồi nào giờ biết Quán Thâm Bồ Tát vậy thôi. Mà hôm nay được nghe cái quyển pháp sám pháp tên là Ngũ Bách Danh Quan Âm. Được hành trì cái quyển đó. Hay là quý vị thường nghe người ta nói Chú Đại Bi mà chưa bao giờ biết Chú Đại Bi là gì. Nhờ mình đi chùa, mình tinh tấn, mình đi theo, mình được biết Chú Đại Bi. Cho nên tìm được những điều chưa biết. Thứ sáu là tăng trưởng vô ngại biện tài. Tăng trưởng được cái hiểu biết, có thể biện tài, tức là có khả năng biện luận. Thứ bảy là được an trú trong thiền định. Đó, giống như mình lại Phật, lại xong rồi ngồi tịnh. Thứ tám là ít bệnh, ít não, ít hoạn. Thứ chín là ăn uống dễ dàng tiêu hóa. Thứ mười là như hoa u đàm nở. Hoa u đàm là một loài hoa mấy ngàn năm mới nở một lần. Mà thiệt, hồi đó mình còn trẻ, mình không tinh tấn, mà sao giờ bắt đầu già rồi, bắt đầu đau bệnh thấy tinh tấn nhiều hơn. Có nhiều khi mình đi tụng một cái đám tang, đi cái đám tang đó về, cái tự nhiên sau mình cũng nhiếp mình ở trong Phật Pháp một chút, có thể được một tuần. Thấy không? Mình thấy sao cái người đó có thể nhỏ hơn mình, bằng mình, đang khỏe mạnh, cái bệnh ngắn hạn chết. Chứ không phải nó tự nhiên chết nha, phải có vấn đề mới chết được. Mình nói tự nhiên là nói cho nó nghe suông vậy, tại mình không thấy người ta có triệu chứng gì, cho thật sự phải có vấn đề mới chết được. Cho nên trời ơi, ăn này vô bệnh chết, đừng lo, phải có chuyện mới chết được. Thì mình biết như vậy, thấy người trẻ hơn mình hay là bằng mình mà chết, cái tự nhiên mình cũng thu nhiếp mình lại. Có thể được một tuần, tu hành miên mật được một tuần, nhịn nhục được một tuần, qua tới thứ ngày thứ 8 là bắt đầu quên rồi. Cái đụng cái nghe cái đám tới nữa, cái tu được một tuần đó. Đỡ lắm. Thỉnh thoảng qua đi thăm bệnh với mấy vị á, cái đi với Pháp Hòa, cái ra tới cửa, cái này cái thở cái khề, đi vô đây thấy chán quá thầy ha. Nhiều khi mình đi vô chổng vậy về thấy trời ơi, sao cuộc đời hồi nào son phấn rồi đủ thứ kiểu hết, mà giờ ngồi không biết trời trăng mây nước gì hết, ai cho ăn thì ăn, ai biểu gì làm nấy, đủ thứ hết. Thấy vậy cái tự nhiên mình nhiếp mình lại, thu nhiếp mình lại cho đỡ lắm. Bây giờ quý vị muốn xuống lấy cái phone, lát chụp lại list đi tụng đám tang, list hộ niệm, rồi mình dò coi ngày nào mình đi được, mình đi hộ niệm. Mình đi hộ niệm cho người ta, mà thiệt sự là hộ niệm cho mình nữa. Chữ hộ niệm hay lắm, đừng có ngán, đừng có sợ. Hộ niệm đám cưới, hộ niệm đám tang, tất cả những gì mình làm cho ai đều là hộ niệm hết á. Chứ không phải chữ hộ niệm chỉ dành riêng cho đám tang. Chứ có nhiều người ta mở, người ta đi vô đám tang, người ta nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật về, không dám nghe cái bằng đó. Hỏi sao vậy? Này niệm với đám chết. Trời ơi, Phật Di Đà đâu phải tu để đi làm vụ đó. Nhưng mà mình niệm cái danh hiệu Phật đó để mình luôn luôn nhắc nhở mình trở về với sự tỉnh giác. Cho nên mình đi thăm bệnh nè, tại mình đi thăm bệnh cũng là đi thăm mình đó. Tại vì lâu lâu mình thăm lại cái tâm mình chút. Mình đi thăm một cái thân bệnh của một người nào đó, nhưng mà lúc đó nó nhắc nhở lại mình đang bị một cái tâm bệnh là hãy trách móc giận hờn. Rồi mai đây mình ngồi chỗ đây rồi ai nữa đâu mà trách với móc. Lúc đó là chỉ trách y tá thôi, phải không? Rồi móc gì biết không, móc cái ống mà nó ghim ghim vô, bước rứt qua móc ra thôi, chứ có gì nữa đâu móc. Nhờ vậy cho nên đỡ lắm.
cho nó nhiếp thọ trong đó. Nhiều khi là hồi đêm hôm Pháp Hòa đi thăm bệnh cô Diệu Tuấn rồi thì có những lúc mà cô khó chịu thì chú Minh Tường chú mới nói thầy phải công nhận là khi mình con người mình bệnh đó, nó bức rứt, nó khó chịu. Và nói đúng, tổ Quy Sơn xác định với mình nè: nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Tổ Quy Sơn nói nha, một sáng nào đó nằm bệnh trên giường, các cái khổ nó đua nhau mà nó bức bách. Nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn. Lúc đó mình hiểu ra được thì tâm lý hồi hoàng, tâm lý mình nó bàng hoàng lắm. Tiền lộ mang mang, trời ơi mình có hết bệnh không? Nếu không hết thì mình sao đây? Mà rồi có nhiều khi mơ mơ màng màng, thấy mình giấu cái túi tiền ở đó mà ai vô khiên là la mớ lên trả lời, tại vì sợ cái túi tiền đó người ta vô lấy. Chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, không biết mình phải đi đâu. Lúc đó tùng tư thủy tri hối quá, lúc mà mình uống nước khát mới chịu đi kiếm nước thì làm sao kịp. Lâm khát quật tỉnh hề vi, lâm khát tức là mình lâm tới cái tình trạng khát nước, thì quật tỉnh tức là đào giếng, sao kịp. Đợi tới lúc khát nước thì mới đào giếng, làm sao kịp. Tự hận tạo bất dự tu, giận mình, tự mình giận mình tại sao sớm không lo tu. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cũ, đến nay thì bao nhiêu cái lỗi nó đổ trên đầu, bao nhiêu cái tội lỗi nó ập lên trên đầu. Cho nên cái văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, từng lời từng chữ hay vô cùng vô tận. Mà nếu mình không có đọc á, nó không nhắc mình được. Chờ lâu lâu đọc văn Cảnh Sách, mà mình phải đọc bằng cái sự tinh tấn, bằng sự nhiếp niệm của mình, chứ không phải đọc ào ào cho nó hết giờ rồi đóng tập đi xuống. Thì bao nhiêu năm trời mà chẳng câu nào nó để lòng, uống đi. Cho nên tinh tấn là sự siêng năng. Mà mình đã hiểu rõ việc của mình làm rồi thì phải siêng. Pháp Hòa hay thường nhắc các vị mà đi tu xuất gia giao duyên hàng năm vậy đó, quý vị phải ghi holiday trước đầu năm nha, đăng ký trước năm, trước 8 tháng phải để dành tiền mua cái vé máy bay. Rồi đâu phải qua thôi đâu, phải cúng giang nữa. Thấy không? Bỏ tiền vé máy bay nè, mất hết 12 ngày nè, ngày đi, ngày về, 10 ngày tu là 12 ngày, cộng thêm tiền cúng dường, cộng thêm vé máy bay, chưa kể là chi phí lạc vặt. Họ qua đây làm gì? Qua đây tu gieo duyên. Rồi rốt cuộc sau 10 ngày gieo được gì? Gieo được cục duyên giận hờn ôm vẹn cục tức. Thì mình phải hiểu là mình có đủ sự tinh tấn không. Nếu mà mình tinh tấn á, là mình không bị cái ngoại nó chiết phục. Ngay cả bản thân Phật tử mình địa phương đây cũng vậy. Tại sao mình không tinh tấn? Là tại vì mình có cái tâm ỷ lại. Chùa sát bên, trời ổng tôi gặp hoài. Thế là sao nữa? Mình không nghe live thì mình nghe băng. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình không tu. Cho nên á, có nhiều nơi người ta tổ chức bán quan trai, năm tổ chức một lần à. Tại sao vậy biết không? Để một lần tổ chức đông. Còn mình ở đây tu mỗi tháng thì không, tháng này tu thì tu tháng khác. Nhưng mà mình không có bảo đảm được ngày mai. Sống ngày nay, chết ngày mai. Cho nên đó là có một vị đến hỏi một vị thiền sư: dạ bạch hòa thượng, hòa thượng ở chùa này bao lâu rồi? Ông hòa thượng trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống ngày nay, biết ngày nay thôi, chứ tôi cái chuyện đã qua tôi đâu nhớ. Cho nên hỏi tôi tu bao lâu, không nói. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì.
Nhưng mà tại vì mình có cái tâm ỷ lại. Thí dụ như hồi còn trẻ, nó thôi còn trẻ để lo làm ăn chứ tu hành gì sớm vậy. Mà tới hồi nó hơi sồn sồn rồi vô là bắt đầu nó hơi đau đau rồi đó, phải không? Cái bắt đầu nói thôi thôi, ít thôi chứ tu dữ nó đau dữ hay mệt lắm. Thành thử ra sự tinh tấn của mình có nhưng không ba la mật. Và thậm chí dù mình nguyện ăn chay đi, mình nguyện ăn chay nhưng mà ngày đó có tiệc tùng gì có thể mình lấy cái kia hơn á. Tại mình nói làm sao với mình có cái câu mình trả lời hết á, ăn chay ngày nào cũng được, Phật tại tâm. Ăn chay là ăn cái tâm. Đám cưới người ta có một lần không chung vui với nó buồn chết. Mình có cách mình nói á. Cho nên trong tứ ma nha, trong tứ ma đó, nhớ ma phiền não, ma trời, ma chết, ma ngủ ấm. Bốn thứ ma thì cái ma gọi là thiên ma đó, nghĩa là ma trời, mà ma trời là nó có cách nó nói. Nó có cách nó nói hết á. Nó nói sao mà để cho mình đừng tiếp tục, mình đừng có hành nó thôi à. Ví dụ mình ngồi niệm Phật, nó nói niệm chi mà ngủ lên ngủ xuống, Phật đâu có biểu đâu. Ví dụ vậy đó. Thành nó cái gì mà mình vượt hơn cái bình thường là nó nói hết á. Cho nên nếu mà người có sự tinh tấn thì mình sẽ vượt tất cả những cái đó. Cho nên Quan Âm, Địa Tạng hay là các vị tổ sư mà chúng ta thấy, nếu mà các ngài tu hành mà không có sự tinh tấn thì các ngài đâu có thành tựu được cái đạo nghiệp như bây giờ mà chúng ta thấy đâu. Và thưa đại chúng, là đại chúng nhớ là Bồ Tát tu sáu cách nha. Nếu ai hỏi mình nó tôi nghe trong chùa hay nói Bồ Tát gì, Bồ Tát tu gì, và đó, lý do nào được gọi là Bồ Tát? Bởi vì vị đó tu sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và trong một độ phải có năm độ kia. Ví dụ như là mình trì giới là phải có nhẫn nhục. Tại vì trì giới mà không có nhẫn nhục, người ta cũng dễ làm cho mình không tiếp tục trì giới. Trì giới là phải tinh tấn, tại không có tinh tấn thì trì giới không miên mật. Trì giới là phải có thiền định, biết lúc nào trì giới, lúc nào khai giới, lúc nào ngăn. Ví dụ như trì giới là phải có thiền định. Cái cô đó cổ té tượng cầu thang té xuống, cái mình gặp té ngay chân mình, cái mình văng ra mình nói, ê không được đụng thôi, tôi sợ mang quả. Thì hỏi tại sao không được đụng, nói tôi đụng vô rồi rủi cổ đổ thừa, tôi xô cổ làm sao. Hay là ai lỡ thấy nói tôi phạm giới làm sao. Lúc đó mình phải biết đủ cái định tĩnh và trí tuệ để mình biết rằng lúc này mình trì như thế nào, mình phải khai giá trì phạm như thế nào. Cho nên mình trong sự giữ giới phải có thiền định, phải có trí tuệ. Mà trong trí tuệ cũng phải có thiền định, phải có nhẫn nhục, phải có bố thí. Vì trí tuệ nó biết rằng lúc nào mình vận dụng trí tuệ để cho người đó, cho người ta sự hiểu biết cũng là bố thí. Người ta không biết mình nói cho người ta nghe thì là bố thí. Thì Pháp Hòa mở đầu cho cái phẩm kế của kinh. Bữa nay chúng ta học kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia, và hôm nay là kỳ thứ 85. Phẩm này tên là Phẩm Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, ở trang 436. Phẩm thứ 26. Kỳ trước mình học về nhẫn nhục rồi phải không? Bữa nay mình học về tinh tấn. Rồi nãy giờ Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng hai chữ tinh tấn rồi đó. Tinh tấn là sự siêng năng cần mẫn, mà siêng năng cần mẫn một cách viên mãn rốt ráo. Ví dụ như vị nào mà từ sáng tới giờ ở đây lại đủ thời lễ đó, đó là tinh tấn ba la mật rồi đó. Rồi vị nào do duyên sự đi làm, tranh thủ đi làm về chạy lên chùa nghe pháp lễ Phật cũng là tinh tấn rốt ráo rồi đó. Tại vì mình không, thí dụ mình nói thôi hồi sáng giờ không lại rồi giờ lên lại chi có 100 mất công quá, kẻ nhà luôn thì mất cơ hội 100.
Ta nhờ lên lại 100 này bằng tất cả thời gian hoàn cảnh mình có được thì gọi là ba la mật. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, vị đại Bồ Tát có thể tu 6 pháp ba la mật, pháp nào là chánh chơn? Tu 6 pháp ba la mật nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phật dạy thiện nam tử, nếu thiện nam tín nữ pháp dữ đã sanh nên muốn tiêu diệt là một nha. Pháp ác chưa sanh phòng ngừa không cho khởi là hai. Pháp lành đã sanh khiến được thêm nhiều, chuyên tu tinh tấn là bốn. Là ba. Gọi là tinh tấn. Tinh tấn như thế chính là chánh chơn của 6 pháp ba la mật. Pháp dữ đã sanh nên muốn tiêu diệt, nghĩa là cái pháp xấu mà nó đã sanh á thì phải phát tâm đừng để nó phát triển. Cái này gọi là gì? Trong cái thưa đại chúng, cái đoạn này là nói lên 4 điều tinh tấn chân chánh mà trong trong Phật học chúng ta gọi là tứ chánh cần. 4 pháp tinh cần siêng năng chân chánh. 4 pháp đó là gì? 1, pháp dữ đã sanh thì phải tìm cách chấm dứt, gọi là trong này thì gọi là pháp dữ đã sanh nên muốn tiêu diệt. Pháp ác chưa sanh phòng ngừa không cho khởi, nghĩa là cái pháp ác nào mà đã sanh thì phải dứt, pháp ác nào chưa sanh đừng để nó sanh. Và thứ ba là gì? Pháp lành đã sanh khiến được thêm nhiều, tức là điều lành đã sanh phải làm cho nó tăng trưởng là ba. Chuyên tu tinh tấn gọi là tinh tấn, nghĩa là pháp lành chưa sanh phải làm cho nó sanh. Bây giờ nói cho quý vị dễ nhớ nha. Pháp ác chưa sanh đừng để nó sanh, pháp ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt. Thì giờ tới pháp lành nè. Pháp lành chưa sanh phải làm cho nó sanh, pháp lành đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Nhớ không? 4 cái này gọi là tứ chánh cần trong 37 phẩm tự đạo. 37 phần trợ duyên cho sự tu hành của mình. 37 phần đó thì trong đó có tứ chánh cần. Pháp lành, pháp ác chưa sanh đừng để nó sanh, pháp ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt, pháp lành chưa sanh phải làm cho nó sanh, pháp lành đã sanh tìm cách làm cho nó tăng trưởng. Tứ chánh cần, 4 điều siêng năng tinh tấn. Ví dụ như mình chưa có nghe pháp, tập nghe pháp. Đã nghe pháp rồi thì phải thường xuyên nghe nữa để cho nó không bị giải đãi. Nó vậy đó, là pháp lành đó. Đó. Sự lười biếng chưa sanh đừng để nó sanh. Lười biếng đã sanh thì đừng để nó phát triển mà phải tìm cách chấm dứt. Ví dụ như hàng ngày đó mình ăn chay là tinh tấn. Tại sao? Tại vì mình ăn chay, mình làm cho cái pháp thiện nó sanh, cái pháp dữ nó giảm. Tụng kinh hàng ngày là pháp lành. Ví dụ mình tụng mỗi ngày 15 phút cũng được, nhưng mà đều đặn là tinh tấn và giữ cái pháp lành cho nó sanh. Còn giờ mình cái đó mình làm xong rồi mình buông xả, mình không có làm nữa thì mình bị lui sụp. Đó. Ví dụ như hồi xưa mình dữ lắm, ai nói mình hay mắng la trở lại. Bây giờ mình biết tu tập, mình giảm cái đó là mình đang tu pháp lành. Cái đó càng ngày càng giảm thì cái nét của mình, cái tâm của mình càng ngày nó càng thiện ra. Đó, nó là như vậy. Cho nên 37 phẩm trợ đạo là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, 6 món.
tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bảy món như vậy đó. Thì bảy cái nhóm này mà cộng ra thì 37 thứ. Cho nên thí dụ ta hỏi mình đó, Phật dạy là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mà chúng ta thường gọi là tứ diệu đế đó. Khổ, tập, diệt, đạo. Thì đạo đế tức là con đường hết khổ. Vậy thì con đường hết khổ này gồm có bao nhiêu thứ? Con đường hết khổ này gồm có 37 thứ. Nhưng mà nói gọn còn 8 món thôi. Đó là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà nói rộng là 37 thứ. Thì tứ chánh cần cũng là một trong 37 thứ để làm cho trợ duyên cho tu hành. Phải vậy không? Nếu mình không có siêng năng tu gì nữa, mà làm cái gì mà không siêng thì làm sao mà thành tựu được? Từ ăn chay, từ tập đọc kinh đồ vân vân, người không siêng năng là không được gì hết. Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Thôi thì hôm nay mình mở đầu cái phẩm kinh bằng cái phần giới thiệu hai chữ tinh tấn, đồng thời là vô cái phần đầu của cái phẩm kinh phẩm tinh tấn Ba La Mật này ở trang 436 đó. Thì ông Thiện Sanh hỏi Đức Phật á: vị đại Bồ Tát có thể tu sáu pháp Ba La Mật nào, tu sáu pháp Ba La Mật pháp nào là chánh chơn? Thì Phật nói là thiện nam tử, thiện thiện nam tín nữ hãy tu bốn cái pháp đó: pháp giữ, pháp lành. Cái nào lành thì tăng trưởng, cái nào giữ thì chấm dứt, tìm cách đừng để nó sinh khởi. Mình nhớ là mình muốn được cái gì cũng được hết á, mà không có tinh tấn là không có xong gì hết á. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi gia đình Phật tử á, thì có một cái vị đó, người ta viết trong một cái quyển sổ Phật pháp cho gia đình Phật tử có bốn câu. Pháp Hòa mở cái trang đó ra, thì ở trên cái trang đó nó để cái bài thơ, mà Pháp Hòa mở ra, Pháp Hòa đọc cái bốn câu thơ đó mà Pháp Hòa thuộc tới giờ đó: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mà thật đó, mình sống phiêu du trong cái cõi đời này mà không có tinh tấn là không qua được gì hết trơn. Tại vì sao? Tại lúc nào nó cũng có cái nó đến, nó kêu mình. Mà người không siêng là có 8 lý do: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, đói quá không tu, no quá không tu, mệt quá không tu, buồn ngủ quá không tu. No quá thôi lên buồn ngủ lắm, mệt quá nó thôi lên ngồi ngáp hoài kỳ lắm, đói quá nó thôi thả dưới này vừa ăn vừa nghe pháp, đói quá lên không nghe được. Chơi cái người mà muốn bỏ cuộc là do đói, do no, do lạnh, do nóng, do buồn ngủ, do mệt mỏi gì, cách nào nói cũng được hết. Cho nên nhiều lúc á, mình đọc ở trong kinh á, mình thấy có nhiều khi Phật nói những cái chuyện rất là đơn giản vậy á, mà mình phải phục ông già quá trời quá đất. Cái gì Phật cũng biết hết trơn, cái gì Phật cũng nói trước hết á. Mà gần đây là Pháp Hòa cứ nhắc đại chúng quán niệm năm điều Phật dạy đó. Không biết chừng nào mình bệnh, không biết mình bệnh gì, không biết chừng nào mình chết, không biết lý do gì mình chết, không biết chết ở đâu. Đúng không? Đúng y nói theo miền Tây, y bốc. Thì mình đọc xong rồi mới nói Đức Phật nhất thiết tri, cái gì Phật cũng nói hết. Mà giờ tại sao mình không biết gì hết? Mặc dù mình hỏi là ai vậy? Dạ, Phật tử. Hỏi Phật tử là gì? Con Phật chứ là gì? Ông già thì cái gì cũng biết, mà con cái thì không biết cái gì hết. Hỏi sao vậy? Tại con cái xuyên quá. Cho nên mình phải thấy rằng Phật để lại cho mình một cái gia tài vô giá. Không có cái gì mua được những cái giáo pháp đó. Tiền đâu có làm được cái gì đâu. Phải không? Ví dụ bây giờ có tiền mà không hiểu biết
thì sống khổ, tại vì không biết sử dụng tiền. Có tiền mà không biết sử dụng tiền thì khổ. Có tiền mà không biết làm đúng cái đồng nghĩa của đồng tiền thì nó khổ. Cho nên nếu mà tiền á, mà xài đúng thì bất quá nó bạc chứ nó không tệ. Cho nên kêu sống mà không biết kêu tiền tệ. Còn biết sống thì có tiền nhưng mà có thể nó bạc thôi. Ví dụ như người ta mình mới đi làm được 500 đồng, thấy chỗ kia cần giúp đỡ cũng hết 200, bạc rồi, mỏng rồi. Nãy lãnh rang sắp 500 mà giờ đi hết 200 thì cái sắp tiền của mình nó bạc thôi, nhưng mà nó không có tệ. Còn nếu mà mình đem cái tiền đó, tao ghét cái thằng đó, mày đánh nó thì tao trả mày 200. Cái này tiền tệ à. Cho nên tiền biết xài có thể nó chỉ là bạc, còn tiền không biết xài thì thành ra tiền tệ. Cho người mà có trí tuệ á, thì người ta sử dụng càng ngày càng tuệ, còn không có tuệ thì càng ngày càng tệ. Thành nữa thay vì trí tuệ tu hồi thành trí tệ. Mình á, có một cái gia tài rất là lớn mà Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, thấy không? Có cái hạt châu trong chéo áo nè. Là mình là con của một người giàu có mà đi lang thang làm người ăn mày nè. Rồi á, có cái công đi đánh giặc, ông vua cho một cái viên minh châu trong búi tóc. Nhớ không? Đó. Viên minh châu này không dễ cho ai, vậy mà chỉ cho một người có công nhất đánh được giặc. Thì giặc đó là giặc gì? Giặc phiền não. Người nào đánh được giặc phiền não thì xứng đáng nhận được cái viên châu ở trên búi tóc đó của ông vua đó. Cho nên mình á, có khả năng sống. Pháp Hòa ví dụ như ở đây á, mình đi làm một ngày, một tuần lễ 5 ngày, còn 2 ngày cuối tuần nghỉ. Rồi mình đi làm á, giữa ngày có được ít nhất 1 cái break, 2 cái break 15 phút, 10 phút. Rồi mỗi năm có holiday. Một năm có bao nhiêu ngày bệnh. Thật sự mình đi làm có cực, có khổ, nhưng mà có sự bồi đắp. Nhưng mà nếu mình ở một cái quốc độ và quá nghèo khổ, tiền lương không đủ, làm gì có chuyện đi làm mà có holiday, có chuyện bệnh hoạn mà thậm chí người thân mất được nghỉ 3 ngày nữa. Rồi ở một cái xứ mà sanh con ra được nghỉ 1 năm nữa, ăn lương. Trời ơi, thì mình nghĩ coi, có phải là nếu mình không có trí tuệ chiếu soi thì có phải mình đã sử dụng phước của mình không đúng không? Thành thử người có phước có, nhưng phải có trí tuệ để dụng phước. Hôm nay Pháp Hòa hay nhắc đại chúng đó, có phước nè, dụng phước nè, tiết kiệm phước nè, xài phước nè, còn không là tổn phước. Thì những cái đó do cái gì mà có được? Do trí tuệ, do sự tinh tấn tu tập của chúng ta, để chúng ta có được cái trí, cái quán, cái soi, để chúng ta thấy việc gì chúng ta cần làm và không cần làm. Pháp Hòa suốt thời gian sắp tới đây, tuần rồi cũng như tuần này, Pháp Hòa rất là bận. Quý vị thấy cái chương trình đó, nhiều lúc mà mình mệt vô cùng, nhưng mà khi mình làm xong một việc đó rồi thì Pháp Hòa cảm thấy là mình sống không có phí một cái ngày mình sống. Ít nhất mình làm được một việc gì đó cho người khi người ta cần tới mình. Mặc dù mình chẳng là cái gì hết, nhưng mà nếu người ta ở cần mình ở góc đó, mình có mặt ở góc đó thì mình đủ rồi. Cho nên không cần phải làm gì lớn lao, mình không có, đừng có nghĩ gì hết. Cứ thả tâm của mình với bất cứ một cái việc gì cần mình có mặt là mình có mặt. Là thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu, biển khổ thuyền dông cứu độ đời. Người ta đâu, nhiều khi người ta mới lọt xuống cái tấm mà mình kịp thời mình bốc người ta lên, chưa làm gì hết á. Nhưng mà người ta nói trời ơi, anh này anh cứu tôi nè, không có ảnh là tôi chết ngắt rồi. Không, mình đâu có làm gì đâu, chỉ vừa lúc người ta rớt xuống mình kéo người ta lên thôi. Thì mong đại chúng, mình đệ tử Phật, Phật tinh tấn như thế nào thì ít ra mình cũng được một phần như Phật. Thì Pháp Hòa thưa là hồi nhỏ Pháp Hòa thấy cái bài thơ ta viết trong một cái cuốn sổ gia đình Phật tử, cái cuốn giáo lý gia đình Phật tử có 4 câu thơ. Dở ra mà Pháp Hòa thấy 4 câu đó mà Pháp Hòa nằm lòng tới giờ.
Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chúc đại chúng phiêu lưu trong kiếp sống ta bà lại 500 lại, tối nay về nhà an giấc. Rồi mình nghĩ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng.